Trong buổi giao lưu, ra mắt khán giả của đoàn phim truyền hình Miền Quên Lãng vào chiều mùng 2 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, nam diễn viên Huy Cường chia sẻ về vai phản diện mới nhất của mình. Trong phim này, anh hóa thân thành Đỗ Hội, khoảng 40 tuổi, Đỗ Hội giàu có, thế lực nhất vùng. Bên ngoài, nhân vật này trông có vẻ hiền lành, thương người nhưng bản chất độc ác, tàn nhẫn. Phim Miền Quên Lãng kể về gia đình họ Đỗ, dòng dõi quan quyền. Ông của Đỗ Hội là quan triều đình được vua ban cho rừng cấm, núi cấm sau khi có công dẹp băng cướp Cấm Sơn hơn 50 năm về trước. Đến đời Đỗ Hội, rừng cấm núi cấm thành nơi trồng quế, gia sản của gia tộc ông. Đỗ Hội sống an nhàn hạnh phúc cùng hai bà vợ với hai dòng con và vợ chồng người em trai thiểu năng trí tuệ. Bất ngờ, hậu duệ băng cướp năm cũ quay lại vùng núi tìm kho báu cha ông đã chôn cất trước đây. Đỗ Hội vì muốn có bản đồ kho báu nên sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của người em trai thiểu năng của mình, thâm độc giết người để đạt mục đích. Phim đề cao luật nhân quả, tình yêu, lòng trung thực, giá trị của con người. Phim do đạo diễn Hồng Phúc tên thật Hồng Chi thực hiện. Ngoài Huy Cường còn quy tụ dàn diễn viên Nam Cường, Kim Lệ, Phạm Hồng, Nguyệt Thi, Lê Mạnh Phương, Phạm Hoàng Nguyên, Lê Minh Thuấn. Huy Cường và các thành viên trong ekip ngoài chia sẻ vai diễn cũng kể những kỷ niệm trong thời gian đóng phim. Huy Cường thì thật sự là cũng như các bạn cũng đã biết là Huy Cường đóng rất nhiều thể loại phản diện. Và đến với Miền Quên Lãng lần này có những cái mà gọi là khi đạo diễn Hồng Chi gửi kịch bản cho Cường coi thì cảm thấy nó thú vị ở những cái ngóc ngách, có nghĩa là có sự thay đổi và cũng có sự ác tột cùng, nó gây cho mình cái sự hứng thú khi mà khai thác một cái vai diễn. Tôi hy vọng là các bạn cũng như các anh chị khán giả khi xem cái Miền Quên Lãng này sẽ tìm thấy được những cái mới mẻ trong cái khai thác nhân vật, cũng là một nhân vật phản diện nhưng mà phản diện cũng có nhiều cái nó khác lắm, chứ nó không giống như nhau. Cả đoàn phim quay trong cảnh áp lực bởi mưa, nhất là phải quay trong rừng thời gian dài. Anh nói thêm rằng đã có hai bạn diễn khác chịu cảnh bỏ cánh cứng phủ khắp người khi thực hiện cảnh quay tại một nhà kho. Do thời tiết mưa nhiều nên xuất hiện rất nhiều bọ cánh cứng và chúng chui vào quần áo, quấy rối khó chịu. Chúng còn có mùi hôi khiến ai cũng ngao ngán. Để thực hiện cảnh quay, Huy Cường cùng bạn diễn phải cắn răng chịu đựng bọ cánh cứng. Mỗi khi ngắt máy là vội vã xua đuổi chúng rồi lại nỗ lực quay tiếp. Tác phẩm do TFS sản xuất, phát sóng lúc 22 giờ thứ năm, 6 hàng tuần từ ngày 4 tháng 7 trên HTV7. Huy Cường sinh năm 1977 là nam diễn kịch nói, điện ảnh và truyền hình Việt, được biết đến với sở trường diễn xuất các vai phản diện. Anh đã tham gia nhiều phim, Kiều Nữ và Đại Gia, Danh Vọng Phù Hoa, Song Sinh Bí Ẩn, Lời Nguyền Domino, Bánh Mì Ông Màu, Vợ Quan, Nghiệp Sinh Tử, Những Đứa Con Của Làng.